khổ gắn tim thì anh nghĩ sao nào? Anh tự tin về khoảng nào của anh nhất? Chỉ biết về bóng đá thôi chứ không biết là mình phải tự tin một cái điểm dựa vào cái điểm gì để tự tin. Có thể là tự tin nhất là chắc là phải dựa vào anh Huy với cả chú Chí Tài. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Cười rất là vui khi nhận được tham gia chương trình của mọi người, bởi vì mình biết là chương trình này sẽ là một chương trình rất là ý nghĩa, có thể hỗ trợ cho rất là nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hy vọng là mình sẽ cố gắng chơi game thật tốt để có thể mang đến nhiều phần quà cho những gia đình và hỗ trợ phần đó hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi chương trình trên HTV7 vào 20 giờ thứ ba hàng tuần.